Thank you.
Thank you.
Hello, hello, hello. Today I'm going to make a video for super long nail with marble. Now I put the tip on. Bộ nail thì mình sẽ làm rất là dài cho nên mình sẽ gắn móng và sau đấy mình sẽ gắn trong một móng khác lên nữa để cho cái độ dài nó dài hơn so với cái tip bình thường nha mọi người. After I put the tip on, I'm going to cut it off a little bit and then I will put another tip on to extend them to make them super longer. Like another set, I'm going to make them put a tip on and then tidy them up. You mean like use a sand drill to drill the glue stick on the natural nail and then file to side a little bit to make them go to the shape to make them tidy. Before I apply the acrylic on. I'm using the number 102 from the Polish New Pattern. Đây là bột mình sẽ đắp ra bột màu 102 New Pattern của nó Polish nhé. Bởi vì là móng rất là dài cho nên mình sẽ phải đắp 2 đến 3 lần, 2 đến 3 cục bột. Because they are actually super long, so I need to put 2-3, you mean like, time on to make sure that the tip they are got a little bit quite good take to make them stay longer.
mình sẽ phải đảm bảo cái độ dày cho mỏng, không quá dày nhưng mà không được quá mỏng, để cho nó có thể chắc chắn và không bị gãy nhá. Ok, sau khi mình đập bột xong thì bây giờ mình rũa nhá. Cố gắng tách hai bên để mình không rũa phải cái giá của khách. Now, time to shape them to make the coffin shape, ok? Remember to split the nail and the skin to make sure you don't make your client bleeding when you frying them.
And now buffer them to make some smoothie. Bây giờ thì mình sẽ buffer cho nó mịn. I using the blossom gel before I apply the marble on. Mình sẽ sơn cái gel loãng trước khi mình bỏ cái marble này lên nhé. Cái marble này thì mọi người sẽ bản thân mình thì mình sẽ chọn một màu đậm, một màu nhạt hơn và một màu trắng thì để làm để tạo ra cái hiệu ứng cái marble này. With the marble, I using the one is really dark color, another color is lighter, and then another color is white to make them got the good marble effect. Okay, after you put the marble on, because they are blossom, that's why they going to spread in two sides. So really gently using your finger to tap the color in two sides and clean them by the paper. Thì mình sẽ làm, mình sẽ cố gắng chui hai bên nhưng mà đừng có miệng nó nhé. Để cho nó còn giữ được cái shape và nó không có bị lém. Thì đó là cái cách mình làm để còn giữ được cái nét của cái marble. Và sau đấy mình hơ 60 giây nhé. And then we curl for 60 seconds. And now I put the gold foil on. Because the blossom gels are quite sticky, so we don't need to put anything to make the foil stick on. Bởi vì cái gel loãng này nó tương đối là dính, cho nên là khi mình cho cái foil cấu này lên thì mình không cần phải sơn một cái lớp bay, một lớp bay gì ở bên dưới cả nhé. Rất là tiện đấy. Cái gold foil này thì mọi người có thể bỏ vào những nơi mà mọi người tùy mọi người thôi. Cái gold. Bây giờ thì đấy, nó rất là dễ dính đúng không ạ? With the gold foil, we can put anywhere you want, okay? Try to put the gold foil in down quite thinly to make some smoothie before we put the top coat on to make sure they not feel rough. Mình nhớ miết cái gold foil xuống thì để lát nữa khi mình sơn top lên thì mình sẽ không bị cái móng nó sẽ không bị lồm cồm nha mọi người. Now the finger, I going to put the 3D flower. Before I apply the 3D flower, I already put the top coat on. Trước khi mình đắp hoa thì mình đã sơn top coat lên rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc đắp hoa lên thôi, ok? Bởi vì lát nữa mình sẽ không cần phải sơn top coat lên nữa. Mình dùng cái bột clear để mình đính hình cái viên đá trước khi mình đắp cánh hoa. I using the clear powder to put the gem on. We got this gem is quite big, so I rather to put and then to put the clear on before we apply the flower.
Bây giờ thì mình sẽ dùng treo lại trắng để sửa cái mapo của mình cho nó thêm một vài đường nét cho nó rất là kiểu ấn tượng ấy. I using the gel color to the gel liner white color to draw some marble light to make them a little bit more got the marble effect with the more light on there. Actually, it depends what you feel. If you think you need it, you're going to put it. If not, I think they are okay like it. So cái này là tùy mọi người nhé. Nếu mọi người nghĩ cần thì mọi người có thể bỏ lên còn không thì thôi. Bây giờ thì mình sẽ gắn đá cho ngón con lái nhé. Gắn đá này thì tùy vào mọi người sáng tạo và tùy vào tùy ý thích của mọi người thôi. Actually, this step is dependent what you want, dependent what way of the gem you want to put on. So it's dependent of everyone's design. So enjoy, guys. And then we put in the lamp to cool for 60 seconds, and then we put the top coat on, and then we're done. Hopefully you can enjoy my video, and then see you next video. And then if you have any query, please message me or comment. Thank you for watching. Thank you. Bye bye. Sau khi mình bình đá và cho khách hơ 60 giây thì mình sẽ apply top coat lên và hơ 60 giây nhé. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi video của mình. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và mong được gặp lại mọi người ở các video lần sau. Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Thank you. Bye bye. Hello to everyone, welcome to my channel again. Chào cả nhà đã đến với clip của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ làm một bộ màu coffin với màu mơ bảy bá của Nail Polish. So today I'm going to make a coffin nail set from Nail Polish number M73, and like another set, use a sunburn. Prepare for the set, put the tip on, and remember to put the primer on as well. And here you go, it's M73 from the polish. Now I'm going to apply the acrylic on. Look at the color, how beautiful they are. They got a little bit shimmer inside as well, so it's nudity, but it's still got a little bit shimmer, so they are beautiful to apply for all 10 nail. Màu này là màu của Nail Polish mưa 73. Nó có một chút ảnh kim tuyến ở bên trong ấy. Thì mình đắp 10 ngón với 10 10 ngón một màu này cũng rất là đẹp, cũng chẳng cần phải thêm cả cái glitter nào khác cả. Xa thôi từ nay đường tình ta sẽ đôi, xa như chúng mình chưa từng chung lối. Remember, try to apply the acrylic closer to the cuticle more than you can, because it makes your set look perfect. If you still think one bed of acrylic is not going to make it
you can make it in second time. You can make it in two time if you want to. Mọi người cố gắng đắp sạt cái khóe nhé. Bởi vì như thế thì nó sẽ làm cho cái móng của mình nó đầy đặn hơn. Nếu như một cục bột không thể làm được thì mình có thể đắp hai cục, cũng không cần phải là một cục đâu. Bởi vì thực ra mà bảo một cục hay hai cục, nhiều khi nó cũng không hẳn là tỏ ra có thể thể hiện được cái sự chuyên nghiệp của mình, mà tùy vào cái cách xử lý bột của mình. Nhiều khách móng tay ngắn, móng tay dài, và nhiều khách cái khóe của họ sẽ khó hơn, không được tròn. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái đồ xử lý của mình nhé. Mọi người cố gắng nhé. Depend on your customer cuticle. So you going to put acrylic, how many bed? Depend on what you're feeling, okay? You not really need to put it in only one time. You can put in second time if you think you need to, as long as they look perfect and closer to the cuticle more than you can. Today I make the video and then I put the Vietnamese song on. Do you guys surprised about it? Every video before I make it, I just put the USA music on. So today I'm going to do a little bit change. Hope you guys like it. Remember, let the acrylic a little bit settle down before you spread it out. Mình có thể chờ cái bột nó hơi se một tí, rồi sau đấy mình sẽ tán bột nhé. Bởi vì nếu như bột đang còn ướt mà mình có thể mình control ngay ấy, thì cái bột nó sẽ chảy khắp nơi. Remember to clean, don't let the powder go over the cuticle. Let clean it up, okay? Nhớ đừng để bột bị tràn lên phía khóe nhá. Mình cố gắng làm sạch phía khóe khi mình đắp bột. Chắp vá quá nhiều lần, không thể lành lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay trái tim đã mệt rồi. Đành buông lời cho em theo người mới. Anh đem lòng đơn phương, người anh đã từng sát thương. Hôm qua chung lối, hôm nay khác thường. Ta không còn bên nhau. And now we make the shape coffin.
Em chỉ coi tình yêu này như là một mảnh giấy thôi. Đã chấp vá quá nhiều lần, không thể lành lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay trái tim đã mệt rồi. Đành buông lời cho em theo người mới. Anh đem lòng đơn phương, người anh đã từng sát thương. Hôm qua chung lối. Now I use the drill to make some smoothie. Và bây giờ thì mình sẽ bao cho mình nhé. And now buffer them to make some smoothie. Mình đánh buffer nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho spider gel lên. Bởi vì cái spider gel này nó rất là sticky, cho nên là mình phải bỏ giấy để cầm xung quanh cho nó bị đỡ bị dính đấy. I using black spider gel to put it on because they're quite sticky, so I got to use the paper to grab it out. And then now I use the gel, white gel liner from Emerald Crystal to draw the white line. Mình dùng cái chổi vẽ màu trắng của Emerald Crystal. Cái này thì siêu dễ vẽ và màu gel nó rất là đặc, cho nên là mình cũng vẽ rất là nhanh. After you done, you put in the lump to curl for 60 seconds. Sau đó mình sẽ hơ cho 60 giây nhé. And now I put the top coat on and curl for 60 seconds. Mình sơn top coat và hơ cho 60 giây nhé. Bây giờ mình sẽ đắp hoa nổi. Móng này thì mình chỉ đắp một bông hoa nhỏ xinh, một nửa hoa thôi, và ba cánh nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, và một ít đá lên nữa, bởi vì nó là tông nude và cô khách của mình thì thích đơn giản nhẹ nhàng, cho nên mình sẽ không làm hoa to quá. I doing 3D flower, just half flower
with three panels and some jam on. Just a little bit small because my client, she prefers something quite naturally looking today. Mọi người thấy clip của mình có ok không ạ? Nếu mọi người cảm thấy không ok thì mọi người có thể comment nhé, để mình để góp ý cho mình có thể sửa nhé. Do you like my video, guys? If you don't think they look, if you don't think they look okay, you can comment and please tell me what I need to do, and I'm going to try my best. Okay, thank you. After you put the jam on, you put in the lump to cook for 30 seconds. Sau khi mình gắn đá lên thì mình có thể cho vào đèn để hơi 30 giây nhé. Bởi vì mình có bối treo để đính đá thì mình cần phải bỏ vào đèn. And here the results. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Thank you for watching, guys. Bye bye. Hello everyone, welcome to my channel again. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với clip của mình hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm marble, tiếp tục marble nhưng mà với màu khác nhá. Màu của Not Polish là màu màu 103, M103 và M108 với cả 101 Milky White và cả Clear của Not Polish. Bây giờ thì mình sẽ check. I'm using the number M103, M108 and 101 Milky White and Clear from Not Polish. Now I'm going to do ombre with dark blue and light blue. I'm going to blend the light blue into the dark blue. Bây giờ thì mình sẽ làm ombre hai ngọn màu xanh đậm và xanh nhạt. Thì với màu xanh đậm thì mình sẽ đắp một lớp vẫn như bình thường thôi. I'm going to put the dark blue on the tip about half now. And then we're going to use the light blue to blend into the dark blue. Just use really small, and then we're going to apply it on the blue, on the dark blue, and use a brush to spread the light blue down. Mình có thể đắp nhiều cục, có thể là 2 đến 3 lần, bởi vì là màu đậm thì nó sẽ là khó blend hơn, thì mình cần phải make sure mình không có cái line ở giữa. Bây giờ mình sẽ cho làm cho Cusco tròn và sau đấy mình sẽ blend hai màu lại với nhau. We make
extra circle skull, it will be clean and they going to look round on the circle, on the cuticle. And now the next one, I going to do marble with the foil as well, with the gold foil. I done it actually same with the set I done before with the green. Cái này thì mình đã giải thích ở trong cái video lần trước rồi, thì mọi người có thể xem lại cái video lần trước để xem lại nhé. Thì vẫn là cách đắp tương tự thôi, và vẫn là cách lấy bột tương tự, thì mình có thể cho đậm nhạt nó đều với nhau, nét đậm và nét nhạt, thì để tạo ra cái marble nhìn nó uyển chuyển hơn. If you guys want to see more information, you can have a look in my previous video. I will explain how the way to put the marble on. The marble is actually depend on what you're feeling, but to myself, it will be like light, thin. You know I mean, like we got the big light, we got small light, we got somewhere dark, somewhere light to mix together. So, to me, marble is something is one of like my favorite design, because we can make. We can create our job is more way we want. Use the top of the brush to control the light of marble. It makes them going thinner light if you want to make your marble going thinner. It depend on what the way you want, because marble is like a million of the way design of the marble. Cái marble thì nó rất là nhiều cái phong cách design thì mọi người có thể làm. Nhưng mình sẽ có nét thanh, nét đậm, các kiểu như thế nó hòa với nhau. Ngón này thì tương tự như ngón út thôi, thì mình vẫn sẽ làm cái ombre bình thường. Ombre mà blend hai màu lại với nhau, M108 và M103. Đấy, nhớ khi đắp các bạn nhớ mình sẽ vỗ hai bên để cho bột vào, cho ôm mỏng. Remember to spread two sides to make your powder is look curl more than just really flat. It make the nail look not really natural. Now I using 01 clear from Nail Polish to cover the ombre and to cover the marble to make them look smoothy. Giờ thì mình sẽ dùng cái bột clear để đắp lên nhá, cover cái ombre của mình và cái marble nữa. Thank you.
And now time to fight them. Bây giờ mình sẽ rửa xếp coffin nhé. Now time to drill them to make them look smoothy. Bây giờ mình sẽ bao nhá cho nó mịn. And now I puff them to make them look smoothy more. And apply top coat, then curl for 60 seconds. Mình đánh buffer, sau đấy mình dán top coat nhé. Và sau đấy mình sẽ cho vào đèn hơ cho 60 giây. Tương tự như ở cả clip trước thì bây giờ mình sẽ dùng white marble, nhớ shake nhé, nhớ lắc trước khi dùng đấy. And now I using the white marble like the way I will explain in the previous video. Just after you curl your top coat, you apply the small light marble on and then use the small brush to draw the very very thin line. Use a small brush, dab in the alcohol and make the white line going very very small and whatever way you want to draw, let control them. Bây giờ mình sẽ dùng cái đầu bút thật là nhỏ để mình sẽ chấm vào một tí vào alcohol, sau đấy mình sẽ đẩy cái marble của mình đi theo những cái đường mà mình muốn nhá.
to apply top coat, then curl for 60 seconds, then we finish. Bây giờ mình sẽ sơn top coat lên và sau để hơi cho 60 giây nhé. If you want, you can apply the another layer of the marble. It depends on what you feel. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể sau khi sơn top coat thì mình có thể vẽ thêm vài đường chéo của marble nữa để tăng làm cho marble của mình nó thêm sinh động hơn. And now apply top coat and curl for 60 seconds. Bây giờ thì mình sẽ cho top coat lên và hơ for 60 giây nhá. Here's the result. Thank you for watching. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Hẹn gặp lại lần sau. Hello everyone. Welcome to my channel again. Another press on nail today with number 128 from Nail Polish. Hôm nay thì mình sẽ làm press nail on tiếp nhá với cả Nail Polish 128. Vẫn như bình thường thôi, vẫn như cả cái clip khác là mình vẫn sẽ đắp bột lên form móng. Rất là dễ và đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà với form móng hôm nay thì mình rũa quá bởi vì móng thích. Hôm nay thì khách thích cái dạng móng là almond shape. Today I make the almond shape, so I will be find the shape before I apply the acrylic on, okay? Really easy to find them before you apply the acrylic on. Let's go.
What you think about the not polished product, guy? To myself, they are really smoothy. It really easy. You mean like when you apply on, they really smoothy, and then I got a feeling I don't have to do a lot of thing after I finish the acrylic on. You know, like they look really smoothy. I actually just little bit fire them and buffer them, and then apply the top coat on. I don't even need to do any electric fire on at all because they really nice and smoothy. Cái màu của Not Polish nó rất là mượt luôn ấy mọi người ạ. Mình cảm thấy đắp rất là dễ. Khi mình đắp lên thì mình chỉ có rũa dáng mỏng thôi, cho mình cũng chẳng bao luôn. Mình không hề bao máy luôn ấy. Bởi vì nó nhìn nó rất là mượt rồi. Mình chỉ sơn tóc khâu lên thôi. Cực kỳ dễ luôn. Mọi người thử mua sản phẩm nhá. Và thử nhá, hãy mua thử Not Polish để cho cái shop của mình. Sau khi lockdown, mọi người hãy thử sản phẩm của Not Polish để xem cảm nhận cái chất lượng bột và chất lượng màu nó như thế nào nhá. Thực sự không nói điều bao giờ luôn ý. Cách của mình đơn giản lắm, chỉ thích màu đỏ và sơn top coat lên thôi, không có vẽ. Bởi vì lắng lockdown cho nên là mọi người cũng kiểu giống như kiểu là không có đi ra ngoài, hoặc là đi party, hoặc là giống như kiểu là có các cái event hoặc là cưới hỏi như thế, thì mọi người cũng chỉ là thích mấy cái gọi là press nail on này thì chỉ là máng mỏng khi mà không ra được tiệm làm ấy. Cho nên là mình cảm thấy là cũng dễ, mọi thứ dễ mua này, dễ order này, dễ làm này, nhanh nữa. Với cả bây giờ đang nghỉ dịch, đang lockdown cho nên là cũng rất là chán đúng không? Thì mình cứ tìm việc mình làm thôi. Đấy, với cả một điều mình cảm thấy quan trọng ấy là bởi vì khách của mình nó vẫn cái gì nhỉ, nó vẫn rất là thích máng mỏng, và đó là một điều rất là tuyệt vời. Bởi vì thực ra mà mình bạn cá nhân mình cảm thấy là sau khi lockdown thì nhiều người sẽ bỏ mỏng, bởi vì người ta nuôi được cái mỏng thật đấy, người ta không có máng mỏng giả nữa, người ta không có muốn đến tiệm làm. Nhưng mà có nhiều khách ấy, người ta muốn duy trì đeo mỏng giống như kiểu là cả cuộc đời luôn ấy, giống như kiểu chân ái của người ta đấy, người ta không đeo không được. Thì đó là một điều rất là đáng quý, bởi vì phải gọi những người khách như vậy là khách VIP đấy, VIP mà đúng không, nhà khách shop đấy. Đấy, chỗ mình gọi là khách shop đấy. Thì đó là một cái điều mà mình cảm thấy là làm cho khách mình vui. Bởi vì lần nhiều người bảo mình là làm hay làm đi, nhưng mà thực sự mình rất là ngại làm cái móng dán này, bởi vì mình sợ nó không có bền ấy. Nhưng mà theo tìm hiểu thì với strong glue thì nó stay, nó có nghĩa là nó dính rất là chắc đấy. Cho nên là chắc chắn là sẽ không phải là chất lượng sẽ không phải là giống như kiểu khách đến tiệm của mình làm đúng không. Nhưng mà so với mọi thứ bây giờ giống như kiểu là đang lockdown, mọi thứ đóng cửa, thì thế là ok rồi, thế là ổn lắm rồi. Mọi người thử làm đi nhá. Myself, I thinking about press nail on is one really good thing. It's my client, they really they like to keep everything going on, you know, like to wear their nail. So I feeling they are my loyal customer. So that is one thing, you know, like even I actually
actually, before I not really fancy to make the press nail on, but now, because you know me, like my client make me, you know me, keep me going, so they are still miss me, still miss the way I doing my job, so that's why they order the press nail on. So that is the one thing to make my client happy, so that's why I decide to do the press nail on and then keep me going as well. I not feeling boring to stay at home all day, all month, do nothing at all. So why you not trying? You know what I mean? Everything is easy to order. Let's do it, okay? So quick is the last one now. With even the thumbnail, I only put one thumb acrylic on. It's so easy with nail polish. Hey, rất là dễ và nhanh chóng nhá. Đây, mỏng cuối cùng này, mỏng cái, mình chỉ đắp một lần thôi. Cực nhanh, cực dễ và đẹp đúng không ạ? Bây giờ đến giai đoạn rũa nhá. Mình chỉ cần rũa hai bên cho mỏng nó gòn, sắc nét, vào form. Và mình chỉ buffer thôi, mình còn không có chải máy luôn, mình không bao mìn luôn ấy, bởi vì cái mỏng nó mượt rồi. Bởi vì nhiều khi mình bao nó bị lèm ấy, bởi vì không phải bao ở trên tay khách ấy, nên nó hơi khó một tí. Nhưng mà thực sự mà nói, đấy, bột đẹp, tất cả mọi thứ đều ổn, mượt mà. I only need to file them two sides to make the form. You mean like to make the almond shape and then do really carefully about the buffer to make them smoothie. I not even do the electric fire at all because the nail polish is so smoothie. And you mean like I not even need to do anything at all after this. Just put the top coat on and then dry them in the LED lamp and then done. Look, this is so smoothie. Now after I done it fine, I only need to put the buffer on. Look, the buffer on to make them look smoothie. And yeah. You can apply the top coat on, and then we're done. Look how smooth they are. Now I only apply the top coat. Mọi người nhìn này, nó mịn rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ cần apply sơn top coat lên, rồi sau đấy cho vào đèn hơn 60 giây nhá. À, không. Với cái này thì mình nên hơ 2 lần 60 giây, có nghĩa là 120 giây. Bởi vì là mình muốn cho nó thực sự khô lên ấy. Actually, I put in the LED lamp for 120 seconds to make them 100% dry. They look smoothie already, you mean? And then you can do it twice time, you mean twice now. And put in the LED lamp in the same time for 120 seconds to make sure they dry in two sides as well, okay? Look how smooth they are. Đấy. Cực dễ, cực nhanh. Mọi người thử nhá. Okay. Đấy.
thôi, bây giờ đã xong rồi. Bây giờ là công cuộc xếp móng thôi. Sau đấy thì mình sẽ đưa gửi cho khách. Đấy, cực nhanh, cực dễ và dễ kiếm tiền. Now, just put some tidy in the box. And then you can send it to the customer with same with the previous video I doing the way like from thumb, index finger, middle finger, ring finger, and baby finger, and then again you mean the thumb, index, middle finger, ring finger, and the baby finger. Mình sẽ xếp theo bố cục là từ móng cái, xong móng ngón trỏ, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út nhé, để cho khách dễ hình dung ấy. Sau đấy thì mình sẽ cho khách một cái glue, một cái Cusco pusher, cái đẩy Cusco ấy, và một cái rũa nhỏ. And then include with the box, it will be the mini file, mini hand file, the Cusco pusher, and the strong glue. Look, it's done. Look adorable. You mean like look amazing. So, thank you for watching my video. Hope you enjoy my video. If you have any question, you can message me or comment below. Whatever you want to ask me, okay? Look, the knot polish is so amazing. Cái màu của knot polish đẹp quá nhỉ, màu 128. Remember the number from knot polish 128. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Mong chờ mọi người sẽ ủng hộ các video tiếp theo của mình. Nếu mọi người có ý kiến gì hay là câu hỏi gì mọi người cứ mọi người hãy inbox cho mình hoặc là comment nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ chụp ảnh để lát nữa mình sẽ đăng lên Facebook. I will take a picture to put on Facebook later. Definitely can't forget the red cup. Red cup and not polish. I really like red color. Red color is my favorite color, so it really is amazing. Okay, thank you for watching. See you next video. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại ở các video lần sau. Thank you. Bye bye. Hello everyone. Today it will be another set of the press on nail with the nail polish. I will be show you how to measure on the video. You know, measure about the nail and measure about how to pick which one to go with your customer nail. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách đo móng để gặt lên nhá. Đấy, mình sẽ dùng cái thước như thế này này. Mình sẽ đo. Đấy, mình sẽ dùng 110 của nail polish. Ngày hôm nay thì khách sẽ có một tí design, cho nên mình sẽ dùng màu natural của nail polish để đắp lên. Let's go. Màu đẹp quá nhở. Màu cực đẹp, cực mượt. So beautiful powder. 110 from nail polish. I think the color go with everything. Like nudie beige like that. Cái màu này thì đúng là có thể kết hợp được với rất là nhiều màu và nhiều design mọi người ạ. Okay.
Cái ngón này thì đang đắp thì chợt nhớ ra là quên, mình phải đắp glitter. Ở này tip cho nên là phía đầu mình đắp hơi dày một tí, nhưng mà không sao. Lát nữa mình sẽ rũa cho nó mỏng một tí và bóp vào hai bên một tí thì cái móng nhìn nó sẽ ok hơn. I forgot to put the glitter on the tip, so but never mind, I will redo it later.
Bây giờ thì mình sẽ cho glitter vào nhá. Và sau đấy mình sẽ apply một lớp clear mỏng. Now I put the glitter on the tip. Actually, when you do the press nail on, it's exactly the way you done for your customer. It's nothing different. Sometimes I feel easier because you can control the nail is easier like the way you want to. Sometimes with your customer, when you do your customer nail, some people not really easy to relaxing, so make you a little bit harder to control. But with this one, it's easier to control. Cái này thì mình gì nhỉ? Đắp lên. Cái này nhìn có vẻ tương đối dễ hơn khi mình đắp trên móng tay của khách, đúng không? Bởi vì có nhiều khách thì người ta không có cái tay, người ta không bị gông ấy, khi làm ấy bị gông ấy, cho nên mình rất là khó để chỉnh. Cho nên nhiều khi làm trên cái này nó có vẻ dễ hơn một tí, đúng không? Hãy cho glitter lên và sau đây nhớ apply một tí clear lên nhá. Sữa. Nhanh lắm. Now just find them very easy.
didn't grab the play. How stupid I am. I too old now. I can't even remember. I thought I'd read play already. No, I didn't. So if you need any video of marble or 3D flower, message me. I will be make it. Okay, I will be make in separate video. Okay, bây giờ thì đã xong. Cho glue vào file và cái orange stick. Okay, we are ready to send it to customer. What you think, guys? Hope you enjoy video. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nhớ ấn subscribe nhá. Nhớ ấn cho mình subscribe, like và chia sẻ nhá. Please subscribe my YouTube, share and like my video. Thank you very much. See you next video. Bye bye. Hello everyone, welcome to my channel again. Chào mừng cả nhà đã đến với video lần này của mình. Ngày hôm nay thì sẽ là một chủ đề rất là mới mình chưa làm bao giờ cả. Đó là press nail, có nghĩa là đã cài móng để dán lên móng tay thật của khách ấy. Today I'm going to introduce you about to do the press nail on. The press nail I already ordered from eBay, and you can have a look a lot of different joy on there. Now I use the blue tack to stick on the nail. Before I apply the acrylic, so make sure you press on it firmly. Mình sẽ cho cái keo lên, cái cục keo lên để mình dán móng lên cho chắc. Sau đó mình sẽ đắp bột lên nhé. Mình sẽ dùng màu của Nail Polish 03. I using the black 03 from Nail Polish to apply the on the nail. So they already the form, the nail form already with the coffin shape. So now we just apply the acrylic following the form. It's really easy. Let's go. It's so easy to apply the acrylic on the press nail on. Special with the Nail Polish powder. Every plant I did try, and I got a feeling Nail Polish is my favorite one. Even the black color, I feel really confident to use them, and I don't feel it's make, you know what I mean? When I using them, I don't scary they're going to make them messy, because the powder is really easy to control. Bây giờ thì cái form móng đã có sẵn rồi, thì mình bây giờ chỉ apply cái acrylic theo cái form móng đã có sẵn thôi, rất là dễ đúng không? Và mình lựa chọn Nail Polish bởi vì cái màu của nó rất là dễ điều khiển và không sợ bị bẩn, kể cả là màu đen nhé. Rồi, tiếp theo sang móng tiếp theo là móng thứ hai nhá. Bởi vì đây là cái móng cái, nó rất là to cho nên mình sẽ apply hai lần bột. Because it is a thumbnail, so it's a little bit bigger. So that's why I apply two times of acrylic. Actually, the way we apply on is exactly like the way we apply on the customer nail, but I feeling it's easier. Right, just you know, make sure you spread the brush to side, and make sure they are going down and smoothly to cover the nail form and to cover to side. Okay, bởi vì là cái
thường thì đắp mà cái này thì cũng giống như đắp móng thường bình thường thôi, mình cứ đắp ở hai bên ốp phao cho móng nó gòn, nó không có bị bè. Ok. Chia sẻ một chút về cách đo móng nhá. Thì trong trong cái video này thì mình không có quay cái cách dán móng, có nghĩa là cách đo móng, nhưng mà mình có thể chỉ qua đây là mình có thể dùng tất cả các loại thước, giống như kiểu là thước cái thước mà mình đi học ấy, thì mình bảo khách đo ngang móng và sau đấy mình sẽ lấy cái số đó mà khách gửi cho mình, rồi mình sẽ dùng cái móng của mình để chỉnh vào, bỏ vào cái thước đấy để mình cắn sao cho lấy được cái số đó của cái móng nó tương đối là chuẩn với cái móng tay, cái ngón tay của khách. Thì thường khi mình bỏ vào cái hộp để cho gửi cho khách ấy, thì mình sẽ cho vào một cái rũa nhỏ và một cái Cusco pusher, có nghĩa là một cái đẩy Cusco lên để trước khi khách có thể gắn móng vào, và tất nhiên là có cả glue nữa. Ok, nếu mọi người không hiểu thì mọi người có thể nhắn cho mình. I'm going to share to you about the how to measure, how to tell your customer to measure they nail. So just use the ruler, you know, which one you're using when you're going to school. You can measure your nail on there and then tell your customer to send the detail, and you're going to use the number of the you mean the like the nail of customer to you mean using which you mean which side of the tip to make them like closest to the form of your customer. I going to put you mean give my customer a mini fire, you mean, and Cusco pusher and glue. So if they are a little bit bigger, the customer may can find them a little bit too size, a little bit smaller. Hopefully this video will be helping you to make it. Okay, if you have any question, inquiry, can you please message me? I always happy to answer if I know. Thank you.